Vâng, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì là ngày cuối tuần, cho nên là mình có thời gian rảnh rỗi để lên video cho các bạn về cách chữa sùi màu gà tại nhà. Thì cũng có rất là nhiều bạn ngại tới bệnh viện, thì các bạn có thể áp dụng một số cách chữa sùi màu gà tại nhà như sau. Thì trước tiên thì chúng ta cần phải hiểu sùi màu gà là do cái gì gây nên đã. Thì nguyên nhân gây sùi màu gà như tất cả những người mà đang lo lắng do là có những cái mụn, có những cái u nhú mọc ở bộ phận sinh dục, ở hậu môn, ở miệng hay ở những nơi khác như đầu ti, vân vân, thì cũng đều đang rất là lo lắng và tìm hiểu xem là những cái u nhú đó liệu có phải sùi màu gà không. Thì sùi màu gà thì các bạn phải biết đó là do virus, và cái loại virus gây sùi màu gà người ta đặt tên là HPV. Thì có khoảng 170 cái chủng HPV khác nhau, thì trong đó khoảng 40 chủng nó gây ra cái u nhú sùi màu gà rồi mụn cóc sinh dục, và trong đó thì có hai cái virus đó là HPV6 và HPV11 là hai cái chủng nó gây sùi màu gà trực tiếp và khó chữa hơn cả. Còn ngoài ra thì những cái chủng như là chủng HPV2 hay chủng HPV2 cũng gây sùi màu gà, chủng 16 hay 18 thì thậm chí gây ung thư. Đấy là một số những cái chủng nguy hiểm. Thì khi mà bạn có cái vấn đề là nghi là nhiễm sùi màu gà tới bệnh viện, thì chúng tôi sẽ chỉ định xét nghiệm virus HPV 6 và 11. Thì hai cái chỉ định xét nghiệm này thì có xét nghiệm nhanh và xét nghiệm khẳng định. Xét nghiệm khẳng định thì chi phí nó cao hơn, cũng giống như là cái việc các bạn test virus corona COVID đấy, thì cái xét nghiệm PCR bao giờ là cũng lâu thời gian hơn và đắt hơn. Thì xét nghiệm virus HPV cũng như vậy, là cũng có cái xét nghiệm mà khẳng định đó. Đấy, thì cái xét nghiệm đó thì chỉ phí khoảng 1 triệu, so với lại xét nghiệm COVID thì đắt hơn không ạ? Và cũng có cái xét nghiệm là xét nghiệm nhanh thì chi phí khoảng 400.000. Đó là ở bệnh viện tuyến tỉnh, còn những tuyến dưới cũng có thể nó sẽ rẻ hơn. Thì virus HPV có một cái đặc điểm là rất là thích cái môi trường ẩm ướt, ví dụ như là âm đạo dương vật hay là trong miệng hay là hậu môn. Đấy là những cái nơi mà rất là ẩm ướt, và nó lây qua cái đường quan hệ tình dục không an toàn, tới 95% là lây qua đường quan hệ tình dục không an toàn. Cho nên là các bạn nghi nếu như mà có những cái u nhú, có những cái mụn ở những cái bộ phận sinh dục hay là miệng lưỡi ấy, thì các bạn hãy nhớ lại là trong khoảng từ 2 cho tới 9 tháng gần đây thì các bạn có quan hệ tình dục không an toàn hay không. Thế một số ít khác là lây qua đồ dùng cá nhân hay vết thương hở. Thì để điều trị cái sùi màu gà tại nhà thì các bạn có thể sử dụng một số phương pháp như này. Đầu tiên là phương pháp dân gian, thì các bạn chuẩn bị các cái nguyên vật liệu theo phương pháp dân gian, và mình cũng đã đưa một cái video về cái việc điều trị sùi màu gà theo phương pháp dân gian, mình cũng đã đưa rồi, thì các bạn cũng có thể xem lại cái video đó, tìm xem lại trong cái kênh của mình. Thì cái phương pháp này thì nó rất là lâu nhé, và đặc biệt là nếu như mà phải các bạn ăn phải chủng 6 và 11 thì nó không khỏi đâu, khẳng định luôn là không khỏi đâu, thuốc dân gian là không khỏi. Nhưng mà một số chủng khác thì cũng có thể khỏi, như chủng 2, 6, 11, 16, 18 thì không thể khỏi được. Cách thứ hai là các bạn tự mua thuốc về các bạn bôi. Thì đây là cái cách mà rất là nhiều bạn lựa chọn, và cái cách này thì nó chỉ là điều trị triệu chứng thôi, dễ tái phát và chi phí của nó cũng không rẻ do là tái phát nhiều lần. Thì mua về bôi thì các bạn có một số cái loại thuốc như thế này, ví dụ như là polyfillin của Thái Lan. Thuốc này nếu như mình nhập khẩu trực tiếp thì nó cũng khá là giá khá là cao, khoảng 400 ngàn một lọ như thế này. Và nhiều người ấy thì là do là về cái kinh tế cho nên họ pha loãng ra họ bán. Thì polyphenol này nó cũng là nguồn gốc là axit, do vậy là các bạn cũng rất là cẩn thận khi mà chấm thì nốt ruồi nó cũng sẽ rụng, và nó cũng diệt được cả vi khuẩn lẫn virus. Thì nhìn chung là cũng khá là tốt, hiệu quả và nốt ruồi cũng rụng khá là nhanh. Thì nhưng mà nó chỉ triệu chứng thôi, sau một thời gian thì nó lại mọc lên các bạn nhé. Nếu như mà các bạn mà không mua được polyphenol thì các bạn có thể mua cái thuốc là Imiquimod của Ấn Độ, thì nó cũng là thuốc điều trị triệu chứng thôi, và nó các bạn cũng sẽ chấm và bôi
các bạn bôi cái kem này. Đấy, thì đấy là cái cách mà các bạn sử dụng những cái loại thuốc mà gốc axit này, thì các bạn phải rất là hết sức cẩn thận. Hay là axit chicloacetic 80% này, thì cái thuốc này thì các bạn cũng có kết quả rất là nhanh, khoảng độ 3 ngày là các cái lốt sùi đấy nó bắt đầu nó héo rồi. Đấy. Thì khi đó thì các bạn thường là 6 ngày thì nó sẽ bắt đầu nó héo, và nó có thể nó sẽ rụng nếu như mà những cái lốt sùi mới lên ấy. Còn những lốt sùi mà lâu rồi mà nó có chân rồi thì nó sẽ mất thời gian hơn chút. Thế tuy nhiên thì tất cả những cái loại thuốc này imiquimod là cái loại kem bôi, còn hai cái loại này là thuốc nước nhé, thì khi đó là các bạn chỉ là điều trị triệu chứng thôi. Còn nếu như mà các bạn muốn điều trị theo cái cách giống như là bệnh viện ấy, thì các bạn phải có thêm cái thuốc tăng sức đề kháng. Cái việc tăng sức đề kháng bằng cái việc là bổ sung vitamin và bổ sung các cái khoáng chất, thì đó chính là cái việc mà nó gọi là cho cái cơ quan nội tạng cơ thể ăn để cho nó hoạt động tốt hơn. Thì một số những cái nếu như các bạn bôi những cái thuốc này thì các bạn lên mua, tự mua cũng được những cái thuốc tăng sức đề kháng điều trị kèm, bao gồm ví dụ như là Blackmore, thì đây Blackmore BOC thì nó là vitamin C thôi, khoảng độ 300 hơn 300 ngàn. Blackmore Zin C thì đây là thuốc bổ sung kẽm, nó độ hơn 300 ngàn, từ 300 đến 350. Hay là Otip thì nó là cái thuốc mà bổ sung sắt. Một số cái thuốc đặc hiệu nữa của Nhật Bản, và cái viên uống tăng sức đề kháng Cosela, thì một số cái thuốc Cosela này thì Tổ chức Y tế Thế giới về WHO thì cũng đã phê duyệt rồi, cho nên là nó cũng khá là được dùng khá là nhiều. Thì chi phí của một cái đợt thuốc tăng sức đề kháng trong vòng một tháng có chi phí thường là khoảng trên dưới 2 triệu đồng. Các bạn có thể mua những loại khác nhưng mà chất lượng của nó sẽ kém hơn các bạn nhé, trên dưới 2 triệu đồng. Phải cộng với lại là những cái thuốc bôi này thì nó cũng khá là hiệu quả. Đấy là cái cách điều trị của Tây Y thì nó như vậy. Thì còn với Trí Tâm Đường chúng tôi hay là với bệnh viện thì họ đốt điện xong rồi họ sử dụng tăng thuốc để tăng sức đề kháng. Thì với Trí Tâm Đường thì các bạn cũng có thể đốt điện để cho nó nhanh rụng, cho nó đỡ trông, cho nó nhìn, cho nó đỡ kinh. Đốt điện này chi phí thì nhìn chung nó cũng tùy từng cái cấp bệnh viện, nó đâu đó độ 300 ngàn một nốt thì nó không cao đâu. Thì cái cách mà đốt điện laser hay là đốt lạnh này, cắt lạnh này thì nó cũng rất là nhanh, một lúc là xong thôi. Thì các bạn sẽ lại có cái cơ thể hoàn thiện như ban đầu, không bị những cái lốt sùi nó ám ảnh. Thì sau đó thì chúng ta vẫn phải tăng sức đề kháng, do là các bạn có điều trị tại bệnh viện thì các bạn vẫn phải mua thuốc tăng sức đề kháng như mình đã nói. Cái này do bác sĩ họ kê thì đâu đó trên dưới 2 triệu đồng, 1,8 triệu đến 2,3 triệu gì đó. Thì nhìn chung là có bệnh thì vái tứ phương. Thì sau khi mà điều trị đủ các cái kiểu mà nó vẫn cứ tái phát thì các bệnh nhân đa số sẽ tìm đến với thuốc đông y, và thường là bị rất lâu năm rồi cho nên là mới tìm đến thuốc đông y. Và thuốc đông y thì giá của nó khá là cao, lại phải kiêng cữ nhiều. Tuy nhiên thì nó lại rất là an toàn và nó tăng cường cái sức khỏe cũng như là hệ miễn dịch, nó có thể dứt điểm hoàn toàn. Cũng có bạn thì đã khỏi tới tận 13 năm rồi và cũng có hai cháu rồi, thế nhưng mà cũng vẫn băn khoăn là không thấy nó mọc lại, thì không biết là liệu đã hết hẳn virus trong người chưa. Thì thực sự với các bạn là nếu như mà muốn khẳng định thì chỉ có đi xét nghiệm PCR khẳng định xem là xem còn virus hay không thôi, chứ còn không bác sĩ nào dám khẳng định cả, cho nên là các bạn phải tự đi xét nghiệm PCR. Còn 12 năm rồi mà không mọc lại thì chúng ta thấy là cũng cuộc đời nó cũng rất là tươi đẹp rồi. Còn các bạn mà vẫn còn bị những cái lốt sùi nó ám ảnh thì nhìn chung là các bạn sẽ bị cái vấn đề về tâm lý nhiều hơn, chứ còn cái bệnh này nó không chết người các bạn nhé. Cái Tổ chức
Y tế thế giới thì họ cũng đã nói rất là rõ về cái hệ thống miễn dịch. Thì trong cái hệ thống miễn dịch ấy, nó có một cái hệ thống nó gọi là hệ thống bổ thể. Thì cái hệ thống bổ thể này nó sẽ tiêu diệt các cái virus bằng các cái protein khác nhau, được bổ sung bằng các cái kháng thể từ những cái cách mà các loại động thực vật khác đã tiêu diệt virus. Do nên là cái thuốc đông y thì nó hoạt động trên cái cơ chế như vậy, thì nó được bổ sung từ rất là nhiều, nó được bào chế từ rất là nhiều những cái nguyên liệu khác nhau ngoại nhập. Thường là chúng tôi phải nhập từ Trung Quốc, tại vì là đa số người Việt Nam mình sau khi mà khai thác được các cái thảo dược cũng như là các cái nó gọi là động vật mà có cái tính y học cao ấy, thì lại xuất khẩu ấy sang Trung Quốc. Nên sau đó Trung Quốc họ chế biến, họ bào chế thì họ xuất ngược sang Việt Nam với cái giá trị gấp nhiều lần. Cho nên là cái chi phí thuốc của đông y so với lại là tây y nó cũng khá là cao. Tuy nhiên thì khi mà nếu như mà các bạn mới bị mà các bạn sử dụng đông y luôn thì cái chi phí của nó cũng không hề cao. Tùy theo cơ địa của từng bạn, thì có những bạn là cơ địa nó đáp ứng tốt thì đâu đó chỉ 2 tháng là khỏi. Còn có những bạn mà cơ địa nó yếu quá rồi, sau khi mà dùng thuốc đông y và thậm chí là virus nó gặp phải kháng thể thì nó hoạt động mạnh hơn, và hoạt động mạnh hơn thì cái cơ thể mình nó đã yếu sẵn rồi thì nó lại không kịp thời thay đổi để mà tiêu diệt được virus. Thì khi đó thì mụn nó lại cái sùi nó lại, các bạn sau khi dùng thuốc đông y mà cơ thể yếu không đáp ứng ấy, nó lại mọc nhiều hơn. Thế tuy nhiên thì là về cái cơ chế của thuốc đông y nó là các cái bổ thể, thì khi đó là cái bổ thể đó nó sẽ giúp cho chúng ta nâng cao cái sức đề kháng, dần dần hoàn thiện, dần dần trở lại. Trang web đây các bạn có thể đọc, mình sẽ để dưới video để các bạn thích có thể đọc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào các bạn.